Xin mến chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cây máy cắt cỏ nha. Cây máy cắt cỏ này nó đến từ thương hiệu của Mitsubishi và nó có tên là TL231 các bạn. Cây TL231 này nó có cái nòng là 31 ly nha các bạn. Dung tích xi lanh nó là 23cc. Cây 231 này nó thuộc cái hệ sao nè các bạn, 231 thế hệ nắp sàn kính nha, có lỗ thông hơi riêng. Đây các bạn anh xem nắp sàn kính mít luôn ha, giống như Maruyama, nó có lỗ thông hơi riêng ở đây các bạn, nó cố định vào đây ha, rất là chắc, mình không có lấy ra xem được ha. Lấy ra được nhưng mà rất là khó, vô nó gài vô trong cái bô e cứng ngắc luôn. Ở đây nó cảnh báo mình cũng quên đó ha. Ở đây nó cảnh báo mình khi châm nhiên liệu vào máy gồm có xăng cộng có nhớt nha các bạn. Tỷ lệ khoảng 50cc trên lít. Tỷ lệ của Mitsubishi là khoảng 60cc các bạn, máy vừa. 60cc Mitsubishi đặc biệt là phải nhiều nhớt hơn các dòng máy khác ha. Tại vì Mitsubishi nó rất là ít ăn xăng, do đó là tỷ lệ cái lượng nhớt vào nòng để bôi trơn nó thấp, do đó mình phải tăng lên 60cc nha các bạn. 50cc là các dòng máy khác, chứ Mitsubishi, riêng Mitsubishi là phải tăng lên 60cc máy nó mới bền được nha. Cây Mitsubishi TL231 này nó sở hữu cái chế quạt khí ha, cái bình xăng con là cái chế quạt khí hai kim nha các bạn, hai kim e gió đỏ. Không phải cây nào nó cũng thiết kế như thế các bạn, có cây thì nó cũng thiết kế cái đời sau này cũng có thiết kế bình xăng một kim nữa các bạn, tự động nè. Sau này như các dòng TU ha, TB rồi nó hay thiết kế chế quạt khí một kim để cho người sử dụng mình nó dễ dàng hơn và nó bền máy hơn các bạn. Còn hai kim này á thì các bạn nào thích chỉnh cháo thì nó rất là ok ha. Còn các bạn nào mà mình mua về mình xài mình không có dọc phá, không có chỉnh cháo thì hai kim này thua tự động ha các bạn. Tại vì hai kim này ép cái kim này vào là máy rất là dễ hư nha các bạn. Mình chỉnh cho nó lì lì mới được, chứ mình đừng chỉnh cho nó bóc déo déo là nó rất là mau hư máy ha. Đây các bạn quan sát xem, máy đẹp như đập thùng luôn. Máy đẹp như đập thùng các bạn. Chế quạt khí quanh rồ hai kim ha, e gió đỏ. Mép in xà băng trong lóc luôn. Và ở phía bên kia hồi mình cho các bạn xem cái tem thẻ bài của nó ha. Tên tuổi của nó đó các bạn. Để các bạn quan sát ha. Cái bô lửa chưa đụng vô luôn. Công tắc đây ha, công tắc on off đây ha. Đây. Đây, on off ha, bấm trên là on nha, bấm dưới là off, nó còn chữ nữa các bạn. Đấy. Bấm off nè, tắt nè. Bấm on nổ nè. Và đây các bạn xem cái tem thẻ bài nó đây ha. Đấy. Model TL231. Đấy, đây các bạn xem ha. Model nè, model là kiểu đó các bạn. Model là kiểu TL231. Đấy, chánh tông cái đó là chỗ đó là không có thể nào mà chối cãi gì đâu được hết ha các bạn. Đó là mình gọi là tem thẻ bài. Tay nắm của nó nè, móc dây đeo của nó ha, tay nắm bên trái nè, tay nắm bên phải nè, cầm nè, rất là đẹp luôn. Tay ga nhẹ nhẹ tưng luôn các bạn. Tay ga này cũng zin ha, dây ga cũng zin tắt các bạn, nói chung là 100% zin hết. Cần lắp ở đây. Rất là đẹp, trắng cỏ nó đây ha, cùi nó đây, cùi rất là đỉnh, cùi có siêu chống dính cỏ phía trên, ha, có chén ướp ngược các bạn,
ở phía dưới nó có chống mài mòn luôn các bạn. Chống mài mòn ha. Cái chống mài mòn này mình đã nói nhiều lần rồi nghe không? Không quan trọng, quan trọng là cái chống dính cỏ này. Cái chống mài mòn này không quan trọng nha. Nếu các bạn thấy mà nó cao quá như thế này, nó dày quá như thế này, mình cắt không cỏ nó không sát được ha, thì mình tháo bỏ cái chống mài mòn đi, chẳng hề gì các bạn, chẳng hề gì hết. Bỏ cái chống mài mòn thì mình phát cũng bình thường thôi, mà nó sát mặt đất hơn ha. Cái chống mài mòn nó không có quan trọng. Mòn con ốc này mình thay con ốc khác mình ok, không cần phải quan tâm tới chuyện chống mài mòn ha. Còn cái chuyện chống dính cỏ mới quan trọng. Nếu không không có cái chống dính cỏ này thì nó dính ghê lắm, mình gỡ hoài luôn. Đấy, tổng thể cái máy đó các bạn rất là đẹp. Rồi để mình nổ cho các bạn xem nha. Chụp giật trợ lực nha các bạn. Mình quên nói cái dòng máy 231 này chụp giật trợ lực, giật rất là sướng tay. Cái máy này đặc biệt nó thích hợp cho người lớn tuổi và giới phụ nữ các bạn. Trọng lượng nó rất là nhẹ luôn. Trọng lượng rất là nhẹ và có chụp giật trợ lực, giúp cho người sử dụng mình kéo nhẹ một cái là nổ. Rất là nhẹ nhàng luôn. Bây giờ mình nổ thử cho các bạn xem nha. Đầu tiên mình phải bơm xăng nha các bạn. Máy nguội mình phải bơm xăng ha. Mở công tắc đóng e ha. Còn nếu máy mới nóng á, thì mình không cần, nó đã chạy rồi thì mình cứ giật tiếp là nó chạy thôi, chứ không cần phải bơm xăng đóng e gì nữa hết các bạn. Nhiều khi các bạn lặp lại cái này nhiều lần quá nó sẽ bị sụt xăng, nó sẽ khó nổ ha. Như thế. Nhưng mà khi mà các bạn bị máy bị sụt xăng thì các bạn hãy lên hết ga, lên cứng tay ga luôn. Các bạn đừng đóng e nha. Giật giật 5-7 phát nó hết sụt xăng là nó sẽ nổ ha. Cái đó là nói gì, trường hợp bị sụt xăng là dư đó, dư quá máy nhiều xăng quá nó không nổ, đó là các bạn phải lên ga lớn ha, mở e ra ha, giật là nó sẽ nổ ha. Còn nếu mà trường hợp mà máy mình đã khởi động nổ rồi thì mình giật tiếp là nó nổ thôi, đừng có bơm xăng thêm ha. Rồi mình nổ thử cho các bạn xem đó, chụp giật trở lực cho các bạn nhẹ tưng luôn. Kéo cái nhẹ công tắc lại nha, tắt nhấc mở ha, tắt nha, kéo nhẹ cái Mitsubishi TL231 rất là đỉnh luôn, xài rất là sướng. Người lớn tuổi và giới phụ nữ nha, sử dụng cây này là tuyệt vời luôn. Mitsubishi cái đề 3 ghê không? Nó không đặc biệt, nó không hề yếu đâu nghe các bạn. 231 nó mạnh gần tương đương với 26 à. Mạnh lắm luôn, rất là bẻ ha. Mitsubishi TL231
Đây là tạm dừng nha các bạn. Xin mến chào và hẹn lại các bạn với các video sau nha. Nếu ai có nhu cầu thì xin liên hệ với số điện thoại của mình là 0765 959 958. Xin mến chào các bạn nha.